Chào anh em, hôm nay tôi nhận được một đơn hàng để đề nghị đặt hàng là một cái dây chuyền cho nữ tầm khoảng 10 triệu. Mà chị gái thì chị Mệnh Thủy, chị sinh năm 83 rồi phải nhỉ? 83. Thì tôi đã tư vấn cho anh em một câu chuyện rất là hay và vậy ngay bây giờ tôi sẽ tư vấn lại cái nội dung cho anh chị xem bây giờ nhá. Ở đây thì đầu tiên là cái sản phẩm của anh ấy là anh ấy muốn một cái khoảng 10 triệu. Thế thì tôi nghĩ là cái dây vàng khoảng 10k, dây mảnh 10k là phù hợp vì cái dây mảnh thì cần độ cứng cao hơn. Người ta lấy cái dây kiểu như này nhá. Là cũng rất là xinh rồi nhá. Thì nó rơi vào tầm khoảng 3 4 triệu thôi. Thế thì còn ngoài ra có nhiều mẫu lắm, nhưng cái dây thì không tính, chúng ta bỏ qua cái dây vì cái dây chúng ta sẽ xử lý sau. Có thể chính cái dây này cũng được luôn, nhưng tiếp tôi đến đá. Đá thì giả sử chúng ta còn khoảng như vậy là còn 6 triệu thì chúng ta có thể sử dụng những cái viên này. Đây, nó nhiều loại lắm anh chị ạ. Tôi lấy sơ sơ cho chị xem nhé. Đây là tourmaline này. Cái này thì bị buộc rồi thôi, mình sẽ không bỏ ra nữa. Cho anh chị xem qua, đây là tourmaline nhá. Hàng này hàng cắt mài trơn, rất là nhiều màu. Nhưng nãy tôi nói chuyện với anh rồi, nhà tôi cực kỳ nhiều đá nên tôi không có thể quay hết được. Mà tôi chỉ có thể quay sơ bộ một vài viên cho anh lựa chọn thôi. Và tôi sẽ gần như lựa chọn luôn cho anh ấy luôn đấy. Đây là tourmaline. Những cái viên đá này hoàn toàn có thể làm một mặt dây cực kỳ đẹp. Một chút nữa thì anh chị có thể xem thêm số cái mẫu nhá. Những viên tourmaline tự nhiên hoàn toàn đấy, chúng ta làm thoải mái mẫu luôn. Thế nhưng mà trong cái chương trình này thì tôi nghĩ là tôi sẽ có cái phương án khác cho cái mẫu dây của anh. Lô Aqua này hôm trước tôi vừa mới nhập về thì anh chị cũng đã xem trên video rồi nhá. Đây là lô cho người Mệnh Thủy này, mà Mệnh Thủy trẻ, có nghĩa là khi đeo lên chúng ta sẽ thấy sáng choang, rất là trẻ tuổi, trẻ trung luôn. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh một vài viên ở đây cho nó phù hợp. Ví dụ viên đá này chúng ta có kích thước 0,9 carat này thì là đẹp luôn. Đây thưa anh chị, đây là viên đá của chúng ta. Cái viên đá này thì chúng tôi giao ra là khoảng 2 triệu rưỡi một carat. Thế thì với viên đá như thế này thì nó rơi vào tầm khoảng 2 triệu 2. 2 triệu 2 với một cái mặt vàng ở trên này thì chắc ước chừng nó khoảng 0,3 chỉ thôi. Nó khoảng hơn 1 triệu nữa, nó khoảng 1 triệu rưỡi đó. Khoảng 1 triệu rưỡi tiền vàng, cỡ quanh quanh đấy. Thì cái tiền công sản xuất cái này khoảng 700 rưỡi mà. Một cái mặt nhỏ nhỏ. Thế còn nếu mặt phức tạp hơn thì công sẽ là 1 triệu rưỡi. Nhưng mà chúng ta cứ giả sử như vậy đi, chúng ta hết khoảng 3 với 3 là 9, 1 triệu tiền vàng này, với 2 triệu rưỡi này, với 2 triệu này, khoảng 4 triệu, 4 5 triệu tiền cái mặt đá này. Thì đây là một cái mặt đá mà tôi đã lựa chọn trong hàng trăm cái viên đá của tôi rồi và tôi thấy rất phù hợp với anh. Mặt này quá đẹp luôn. Mặt dây chuyền đẹp tuyệt vời. Thì đây là một mặt nhá, anh có thể lựa chọn viên này nhá. Còn nếu không, anh thích sang oval thì em cũng có rất nhiều hàng oval thì nó có nhiều mẫu, nhưng mà mình nghĩ là cái viên kia đẹp hơn. Cái viên trái tim ấy thì trông nó sẽ thanh thoát hơn. Thế còn ngoài ra nhé thì có nhiều loại đá lắm. Ở đây chúng ta có aqua này, có topaz này. Nhưng mà nếu mà để mà đẹp mà mang tính chất nó long lanh long lánh thì mình nghĩ là aquamarine nó sẽ đẹp hơn. Vì nó có một cái màu xanh của biển nhạt nhạt nhẹ nhẹ ấy. Nó vừa là Mệnh Thủy thôi, nó vừa là xanh. Ví dụ đây này, đây cũng là một viên aqua nhưng mà nó lai sang beryl trắng rồi. Màu nó sẽ hơi hơi nhạt hơn. Đấy, mình anh chị nhìn thấy không? Đó, đây viên đá này nhá. Tùy anh chị thôi, mình thì mình sẽ tư vấn làm sao để chị anh chị sử dụng nó tốt nhất. Đây viên trắng này cũng được. Nhưng riêng hàng tô ba trắng thì anh chị có lưu ý một chút là anh chị phải vệ sinh thường xuyên bằng cách là chải rửa nó thường xuyên, vì nó khi nó bám bụi một phát là bắt đầu cái màu trắng này nó sẽ bị mờ bề mặt nhá. Đấy, riêng thằng tô ba nó như thế. Đấy, thì mình nghĩ là cái viên đá này là cái viên đá là anh nên lựa chọn này. Thì một chút nữa bạn Hải bạn sẽ hỗ trợ một số cái mẫu liên quan đến hình trái tim ở trên này để anh lựa chọn luôn. Viên đá này đẹp lắm anh ạ. Và tất nhiên khi giao hàng thì mình sẽ kèm giám định chứng thư đá quý của nhà nước nhá. Đây là cái chuyện mà chúng ta có thể thấy là ở trên tay game lúc nào cũng sẽ có cái đó. Rồi, em nghĩ em định danh viên đá này, anh nên lấy viên đá này. Và bây giờ thì em xin phép em đưa dữ liệu sang cho bạn Hải để bạn Hải hỗ trợ thêm một số cái mẫu nhá. Ok, cảm ơn.